Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ông Trần Văn Sơn, 49 tuổi, cán bộ Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh, người thoát nạn trong vụ tai nạn xe khách ở địa phận xã Đắc Tre, huyện Con Rẫy, vẫn còn ám ảnh về vụ việc và đau đớn vì gãy xương đòn, bàn chân cùng nhiều chấn thương khác. Ông Sơn kể đoàn cán bộ, nhân viên quản lý thị trường gồm 21 người từ thành phố Hồ Chí Minh lên Tây Nguyên công tác, tham quan trong thời gian 5 ngày. Sau khi đáp chuyến bay xuống Pleiku, Gia Lai đêm ngày 12 tháng 4, sáng ngày 13 tháng 4, họ thuê xe lên Con Tum thăm một số điểm du lịch. Đến trưa, đoàn về lại thành phố Con Tum ăn uống, nghỉ ngơi và tiếp tục hành trình lên Mang Đen. Ngoài hành khách và tài xế, trên ô tô còn có một phụ xe và một hướng dẫn viên ô tô lên măng đen do tài xế Nguyễn Tấn Khoa, 26 tuổi, tỉnh Bình Định cầm lái, chạy trên quốc lộ 24, tuyến huyết mạch của Con Tum và có nhiều đồi núi hiểm trở, ngoằn ngoèo. Xe chạy chừng 20 km, ông Sơn ngồi ở hàng ghế cuối bất ngờ nghe tiếng thét lớn, sau đó là tiếng va chạm mạnh, xe khách lật nghiêng sau cú tông của ô tô tải. Bên trong xe, mọi người bị hất văng, nằm la liệt, cửa kính vỡ vụn, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Sau khi định thần, ông Sơn cố leo ra khỏi xe ở vị trí cửa, tìm cách liên lạc để mọi người ứng cứu, chặn xe qua đường nhờ hỗ trợ. Lúc này, bác sĩ Nguyễn Văn Giáp, khoa sản và vợ công tác tại bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, thành phố Pleiku Gia Lai, trên đường lên Mang Đen đã dừng lại hỗ trợ đưa người bị kẹt ra ngoài, đồng thời sơ cứu băng bó cho các nạn nhân. Tai nạn giữa xe tải và ô tô khách khiến xe chở khách du lịch lao xuống cống sâu 3 đến 4 m nằm ven đường, xe tải hư hỏng nặng. 24 người trên hai ô tô bị thương, ông Nguyễn Thành Triệu, 51 tuổi, thiệt mạng do vết thương quá nặng. Các nạn nhân còn lại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum để cứu chữa. Theo một cảnh sát giao thông trực tiếp xử lý vụ việc, qua khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lời khai của những nhân chứng, bước đầu có thể nhận định nguyên nhân vụ tai nạn. Theo đó, xe khách biển kiểm soát 50H365.98 vượt một xe đầu kéo đi cùng chiều phía trước. Đúng lúc hai xe đang đi song song thì xe tải biển kiểm soát 81H027.99 do tài xế Nguyễn Đức Hùng 45 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păng, tỉnh Gia điều khiển, kéo theo rơ móc 81R010.51 chở cát vừa hết khúc cua đi tới, do đó xe khách đã tông vào xe tải của tài xế Hùng. Hiện trường vụ tai nạn cũng cho thấy xe khách đã lấn hết làn đường của xe tải. Ông Nguyễn Đức Hùng, tài xế xe tải trong vụ tai nạn, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum trong tình trạng đa chấn thương. Theo ông Hùng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn chỉ trong tích tắc. Lúc này, ông chỉ biết đạp phanh, đánh lái vào lề đường để tránh tông nhau nhưng không kịp. Bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum cho biết, sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn đã dần ổn định những bệnh nhân bị thương nhẹ đã xin chuyển viện về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi điều trị. Với những ca bệnh nặng, bệnh viện đang tư vấn cho người nhà nạn nhân cân nhắc vì có thể trên đường vận chuyển sẽ gặp biến cố không mong muốn. Theo khu quản lý đường bộ 3 cục đường bộ Việt Nam, trong thời gian chờ khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt bãi gió đoạn qua đèo cả, lực lượng chức năng ngăn tất cả các phương tiện trừ xe hai bánh lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua đèo cả ô tô các loại phải lưu thông qua đường hầm đường bộ đều cả. Tuy nhiên, một số phương tiện như xe chở nhiên liệu, xe chở hàng độc hại dễ cháy, chất nổ, hàng hóa nguy hiểm, xe quá khổ không được qua hầm đường bộ đều cả. Thời gian thực hiện từ 13 giờ ngày 14 tháng 4 cho đến khi khắc phục xong sự cố đảm bảo điều kiện an toàn để lưu thông trên quốc lộ 1 khu vực đèo cả. Đơn vị này cũng thông báo phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông không được lưu thông qua hầm đường bộ đèo cả. Các phương tiện này chọn một trong ba lộ trình Ba lộ trình có điểm chung là các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 khi đến các điểm giao cắt với các tuyến quốc lộ trục ngang sẽ rẽ phải theo hướng Tây Nam. Bên cạnh đó, việc vận chuyển hàng hóa cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tại ga Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, vẫn còn rất nhiều hàng hóa bị ung ứ tại phòng hành lý của nhà ga. Đây là những hàng hóa gửi đi các tỉnh thành như Quảng Ngãi, Quảng Bình, Hà Nội, nhưng chưa thể chuyển đi vì sự cố sạc hầm đường sắt bãi gió ông trần việt tùng giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt nha trang cho biết hiện các đoàn tàu chở hàng đang bị đứng hình ở hai đầu tỉnh khánh hòa và phú yên nên việc vận chuyển hàng hóa đều bị tê liệt ông lê quang vinh giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt phú khánh cho biết hiện tại các toa tàu chở hàng đang được gửi tại các ga dọc đường ở hai đầu tuyến đường sắt nối tỉnh khánh hòa và phú yên để đợi ngày thông tuyến việc chuyển tải hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn sau sự cố này, toàn bộ hành khách di chuyển trên các chuyến tàu chiều từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh khi đến ga Tuy Hòa đều được hỗ trợ trung chuyển và đảm bảo hành trình theo quy định. Để hỗ trợ khách hàng trung chuyển an toàn và thuận lợi, ngành đường sắt đã bố trí sẵn các xe ô tô, tàu về lúc nào sẽ thực hiện trung chuyển ngày lúc đó. Căn cứ số lượng hành khách trên tàu, các ga giả và ga tuy hòa bố trí bình quân từ 9 đến 12 xe, loại 16 đến 45 chỗ ngồi. Từ khi xảy ra sự cố đến nay, hành khách trên 24 đoàn tàu đã được trung chuyển và đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, ngành đường sắt huy động 100 nhân viên để hỗ trợ hành khách trong việc di chuyển hành lý lên và xuống xe và tàu. Theo ông Mai Thế Hạnh, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, ngành đường sắt đã nỗ lực hết sức để việc trung chuyển hành khách được thuận lợi an toàn. Đối với những chuyến tàu chậm so với giờ quy định sẽ có hỗ trợ suất ăn cho hành khách. Các ga giả và ga thi hòa được tăng cường thêm hệ thống chiếu sáng hoặc ở phòng chờ tàu, tăng cường nhân viên đảm bảo an ninh trật tự tại các ga. Sự cố sạt lỡ hầm bãi gió gây ra bất tiện cho hành khách đi tàu, đây là điều không mong muốn. Ngành đường sắt rất mong nhận được sự đồng cảm chia sẻ của khách hàng. Hiện nay, các đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục sự cố để đường sắt Bắc Nam sớm thông suốt trở lại và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ sắp tới mới đây công an tỉnh nghệ an thông tin phòng cảnh sát hình sự vừa phá thành công chuyên án triệt xóa ổ nhóm trộm hơn hai tấn chó ba đối tượng bị bắt giữ bao gồm nguyễn văn điều chú huyện hưng nguyên và hai đối tượng cùng chú huyện nghi lộc gồm nguyễn văn duyệt và nguyễn văn cương trong đó duyệt và cương là các đối tượng đã mang nhiều tiền án về nhiều tội danh theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Điều là kẻ chủ mưu, điều hành hoạt động của ổ trộm chó. Chúng thực hiện hành vi ở nhiều huyện như Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Trương, Nghi Lộc và thành phố Vinh. Nguyễn Văn Điều tuyển đàn em có số má với nhiều tiền án tiền sự rồi bao an ở. Điều còn cung cấp công cụ, kích điện, bao xác rắn, băng keo, xe mô tô gắn biển số giả để các đối tượng trên hành nghề. Sau khi trộm chó được từ nhà dân, Điều sẽ thu mua rồi đem đi tiêu thụ. Khi thực hiện hành vi trộm chó, những kẻ này liên kết thành ổ nhóm, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và sẵn sàng sử dụng súng tự chế, nỏ bắn để chống trả lực lượng chức năng, người dân nếu bị phát hiện để tẩu thoát. Sau thời gian theo dõi ngày 11 tháng 4 năm 2024, phòng cảnh sát hình sự công an Nghệ An chủ trì, phối hợp công an huyện Nghi Lộc và phòng nghiệp vụ công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, trộm chó. Ngoài Nguyễn Văn Điều, ban chuyên án còn bắt giữ thêm hai đối tượng khác cùng chú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt, sinh năm 2000 và Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998. Duyệt là đối tượng đã có 3 tiền án và một tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cũng giống như Duyệt, Cương cũng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 12 năm 2023 đến nay đã thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện Hương Nguyên, Nam Đàn, thành phố Vinh, Nghi Lộc với tổng khối lượng chó trộm được là hơn 2 tấn. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng và truy tìm bị hại trong chuyên án. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An thông báo những ai là bị hại của ổ nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An để phối hợp giải quyết. Mới đây, một lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, trong sáng ngày 15 tháng 4, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện sẽ có văn bản chính thức gửi lên Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh để báo cáo vụ một phó hiệu trưởng của trường tiểu học Phương Bình 2 bị chém tại phòng làm việc. Vị lãnh đạo này cho biết thêm, vụ việc đã được công an vào cuộc xử lý nạn nhân đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Cần Thơ. Với vết thương khá nặng, trước đó vào sáng ngày 12 tháng 4, ông T xin bảo vệ vào gặp ông V, phó hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học Phương Bình 2. Do ông T là chồng của nữ giáo viên kim chủ tịch công đoàn của trường tiểu học Phương Bình 2, nên bảo vệ của trường đã mở cổng cho vào. Lúc vào trường, ông T bịt khẩu trang và mang theo một cái túi lớn. Sau đó ông T đến phòng làm việc của ông V để tìm nhưng không gặp do ông V đang dạy học. Trong khi ngồi chờ ngoài ghế đá, ông T thỉnh thoảng còn trò chuyện với vài giáo viên của trường khi họ đi ngang qua. Đến khi ông V dạy xong, cả hai bước vào phòng làm việc của ông V nói chuyện được một lúc thì vị phó hiệu trưởng phụ trách chạy ra sân trường với nhiều vết thương ở chân và tay. Ông T tiếp tục đuổi theo chém ông V nhưng được giáo viên của trường can ngăn. Ông T sau đó đến công an đầu thú. Trường Tiểu học Phương Bình 2 khuyết chức danh hiệu trưởng khoảng một năm nay. Ông Vê trước đây là hiệu trưởng của một trường tiểu học ở xã Hòa Mỹ, huyện Phùng Hiệp. Sau đó được điều về trường Tiểu học Phương Bình 2 giữ chức phó hiệu trưởng phụ trách. Theo một nguồn tin cho biết, trước khi vụ ông Vê bị chém, trường Tiểu học Phương Bình 2 từng xảy ra việc tố cáo nội bộ. Vụ việc đã được chuyển qua cơ quan điều tra. Được biết, người đàn ông chém ông Vê đang công tác tại một cơ quan thuộc huyện Phùng Hiệp. Riêng về nguyên nhân ông V bị chém, có nguồn tin cho rằng xuất phát từ việc ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn cá nhân. Hiện tại, sức khỏe ông V, phó hiệu trưởng bị hành hung đã ổn định, nhưng vẫn điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Một lãnh đạo địa phương cho hay đã nắm thông tin ban đầu, nhưng công an đang thụ lý giải quyết nên chưa có báo cáo chính thức.